chị không được giữ chị đây thôi, em mới cho chị 100 ngàn để chị đi mà chị không bao giờ chị quên chị đi. Đi tôi làm sao tôi tin con đi để cho con bắt cóc con tôi à? Để em nói nghe. Con nói hai vậy? Đâu, tôi đã nói tin cũng mấy người đây. Em nhờ quá cực. Bữa nay chỉ cần một chút đụng vô là anh không là để em can thiệp. Đi theo con người ta luôn. Ở trên kia cũng bị không thể qua nó thăm im dài được. Chị có được tôi đánh thức nó dạy cho coi. Tại sao con tôi đánh thức được? Chị cứ bị đó. Con biết bữa nãy giờ ồn à nó không chạy đâu. Con sao nó tâm đi như vậy? Nó ở liền đường cây nhá. Chị với lại chị không ngồi gì đó. Chị đang ngồi đây. Ngồi đó về em. Nếu mà cuộc đấu chị ngồi. Nè, dạy con. Đây tôi đánh thức nó dạy cho coi nè. Chị ở phường nào? Tôi ra đây á là ở chỗ Trần Cao Văn á, cái bên phường Lê Độ á là cái gì cái sân á. Rồi. Ngay ở đường dài luôn. Rồi. Để ở phường nào được. Bây giờ tôi không tin là tôi điện mấy người cho biết là con tôi hay con ai biết. Không được. Em bé ngủ mè quá. Không à. Đừng có nói bậy. Nó ngủ mè lắm. Đưa thừa bà nữ. Đưa thừa bà nữ có vậy không? Nó con mê nãy giờ luôn á. Trời ơi. Không biết gì luôn. Nó không biết gì luôn à. Không. Vô phạt. Không biết à, cái vậy à? Đại bộ đầu mẹ nó thâu với... Anh là chị đừng đi chơi. Em ngồi đây, em là khách của quán này. Nó không biết gì luôn à. Nó không biết gì luôn. Anh còn không ai là tới giờ em đi. Con gái gì luôn à. Đồ mẹ không biết, con biết con bồng qua lắng chạy đâu. Sai thì nó chạy thôi. Không chạy không. Con ngủ say nó dậy trời ơi, nó ngủ mệt lắm. Tôi hỏi coi từ lúc 6 giờ nhờ mà sao nó không ngủ. Bây giờ thế nhận lấy như con gì sao vậy? Đục mẹ quá. Bà xe ra. Bà xe ra. Bà ngồi đây. Ngồi xuống đây. Nè, dậy đi con. 15 phút rồi, chị em ngồi 15 phút rồi, chị ngồi đó đi. Ngồi đó. Không, từ từ, tới giờ quên. Không phải, không cần điện người. Sao mà nói sao này nó không giờ luôn á. Ông này là chị ở bên cạnh nhà tôi. Không, đừng ông đó. Rồi em nói đi. Thôi đi, chị cứ đi, bà điện đi. Tới tôi anh chết. Đủ mẹ bà điện, tới tôi anh chết. Ông nói như thế nào? Để cho bà điện đi. Để cho bà điện đâu? Nếu như mà mấy tụi em sai hay là khách em sai, tụi em cũng sai luôn là cái chị chịu ơi. Chị anh chị. Ông gãy chân, ông nằm ở nhà. Không được. Đi à. Bố dạy không? Dạy bố? Không dạy luôn. Nó không còn có cảm giác. Nó không có cảm giác. Tiếng thuốc mê hắn mẹ đâu nữa. Nó nói thằng bạn con tôi mà ác quá đi. Nếu con mô phạm em đưa giá cho xin em. Đúng không chị? Con nít mà bồng qua là chạy liền. Đúng không? Con nít âu đã như lắm chạy đâu. À lấy cái khăn bỏ vô uống thuốc ngủ. Nó thằng bạn quá con tôi mà ác quá đi. Ai gì đâu gặp con ơi. Dạy đi con. Mới quán ở dưới chỗ ở đây người ta đã đang cho nó ăn bánh tráng. Uống nước nè mà không có ổn giác nghe luôn nè. Bác Phương ơi. Em đang ở chỗ quán tám nhóm lá tám đây nè. Mà chứ nói là con em bắt cóc rồi. Bác đứng đây làm chứng giùm em cái nè. Chứ nói em bắt cóc con mà không ngọt không tin con. Tại vì nó ngủ rồi. Nó ngủ từ 1 tiếng rưỡi bây giờ. Mà người ta nó ngủ sai rồi mà cái. Cái đó nè. Đây. Anh nghe nói rõ ràng nè. Người ta gãi chân, người ta đang ngồi ở nhà nè. Bây giờ có bệnh thì làm sao? Người ta nghe điện thoại. Ví dụ màu quá đi, cho uống thuốc viên thuốc rồi, bạn ngủ có đủ mẹ 15 phút, 20 phút rồi đó, đại ca đó. Em nói là em có bệnh xỉn. Mà coi như là em xin quá rồi. Mà coi như là em mang bệnh. Thì nói bệnh sĩ là sai đâu, cũng biết không có điều bệnh sĩ. Em gửi cho công an 5 năm, nếu mà chỉ bệnh em gửi 5 năm. Ông anh đâu, nghe đang mà xin. Đứa để công an tới đây mà giải quyết. Anh nó là người ở đây, đây. Chị cứ nghe đi. Ông nó gãi chân. Ông nghe. Đây, coi có đúng. Nếu tôi biểu thì sợ quá. Tôi không có sợ công an. Tôi ở liền trước phường công an, tôi nói cho anh các anh biết phường công an phường Trần Cao Văn đã có ai cũng qua đi rồi dạ cha đây mà công an ở đây anh khóc liền nha bạn này khóc liền có ở nhà không ở đây dễ khóc luôn nhắm mắt mở đâu bây giờ đâu có lượm ở đây đây cha bác em nhắm mắt mở mà cha trước mặt được cầm đây cũng mấy lần mấy quá anh nghe cho nó uống thuốc ngủ ngoài ra